Sơn Spec chung tay cùng bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Ngọc Hân đang có mặt ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì Hân sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một không gian xanh. Và điều đặc biệt ở chỗ là đã lâu lắm rồi không gian xanh mới có hẹn với một nữ kiến trúc sư. Và hy vọng rằng sẽ đem lại nhiều điều thú vị cho quý vị và các bạn. Dạ, em chào chị ạ. Dạ, em là Ngọc Hân đến từ chương trình Không Gian Xanh. Và ngày hôm nay thì được có giới thiệu về ngôi nhà của mình và rất là muốn đến tham quan và tìm hiểu ạ. Rất vui được gặp Ngọc Hân. Mời Ngọc Hân vào nhà. Nhà mình thì rất là đẹp rồi. Thế nhưng bản thân là một người sống trong ngôi nhà thì chị thích nhất là cái không gian nào ạ? Cái không gian mà thích nhất á, là cái hồ nước. Có nghĩa là mỗi một ngày sau khi đi làm về thì có thể ngồi ở đây uống một tách cà phê, nghe nhạc, nghe những tiếng róc rách của nước nó chảy, nhìn những chú cá bơi, thì mọi cái thứ mệt mỏi nó đều tan biến hết. Mình cũng vô tình là mình mua miếng đất này, xong rồi hai vợ chồng mới đi vòng vòng cái khu này, tại vì khu này nó cũng có rất là nhiều nhà. Mình mới thấy một cái ngôi nhà đó nó xinh xinh, nó đẹp đẹp mà theo như trong cái tưởng tượng của mình, thì mình mới hỏi thử chủ nhà thì người ta mới giới thiệu đến chị Trúc. Thế là mình đã tìm được một người kiến trúc sư để thiết kế cái ngôi nhà theo ý muốn của mình, đúng không ạ? Đúng rồi, và nó rất là vừa ý với mình. Khi mà lần đầu gặp chị, chỉ cần nói những cái cảm nghĩ của mình, những cái gì mà mình cảm thấy mình thích trong ngôi nhà của mình, thì chị chỉ cần phát họa một cái bản phát họa nhỏ thôi, thì mình đã thấy, đúng rồi, cái này giống như là ngôi nhà trong mơ của mình. Trong mơ của mình, đúng không chị? Khi mà xây cái ngôi nhà này thì mình có đặt ra những yêu cầu như thế nào cho người kiến trúc sư hả chị? Có, hai vợ chồng có những yêu cầu đối với chị kiến trúc sư là ngôi nhà phải thật là nhiều ánh sáng, không khí thì phải thoáng, đối lưu với nhau. Rồi nội thất trong nhà phải đơn giản, nhưng mà phải thì không có hiện đại lên đúng không ạ? Cái vẻ sang trọng. Dạ. Như vậy là cái căn nhà này là một cái ngôi nhà đúng là trong mơ của anh chị, và là được đầu tư rất là nhiều công sức chăm sóc từng bình hoa, từng bông hoa và từng những cái chi tiết nhỏ trong ngôi nhà, đúng không ạ? Hai chị em mình nói chuyện ở đây cũng lâu rồi. Dạ. Bây giờ mình đi vô nhà đi, có chị Trúc đang đợi mình ở trong nhà. Dạ vâng ạ. Mời Hân. Hôm nay có chị Trúc tới chơi. Dạ. Hân ngồi nói chuyện với Trúc nha. Dạ vâng ạ. Chị ra sau lấy nước. Dạ, cảm ơn. Hãy là chị Trúc này, trước khi mà đến với công trình này thì chị có giới thiệu với em đây là một cái căn biệt thự phố. Thế nhưng mà thực sự khi mà bước vào ngôi nhà thì em thấy rằng là không gian nó rất là rộng rãi, rất là thoáng mát và làm cho chúng ta không có cảm giác như là mình bước vào một cái căn biệt thự phố nữa. Đúng rồi, thì giải pháp thiết kế mà dành cho cái nhà biệt thự phố á, là thông thường là cái diện tích của mình là cỡ chừng 200 đến 250 m² thôi. Nhưng mà khi mà để cho hầu như là chủ nhà nào cũng thích là khi bước vô nhà nhìn cái nhà nó thật là hoành tráng, thật thoáng, thật rộng rãi. Cho nên là mình phải, cái giải pháp của mình á, là phải maximize hết tất cả những cái mảng tường mà giao tiếp với sân vườn xung quanh. Bởi vì cái biệt thự phố này nó không được bốn mặt sân vườn, mình chỉ có được ba mặt thôi. Cho nên là mình phải tối đa hóa cái đó. Nhưng mà nếu mà tối đa hóa thì cứ vách kiến hết thì lại cũng không đẹp. Cho nên ở đây em có thể thấy là chị bố trí là những cái mảng kiến
rồi mảng tường, rồi mảng kiến. Và ngoài ra là những cái khối nó lồi và nó lởm khác nhau để nó không có bị nhàm chán, xuông đột như nhà phố. Ngoài ra là kiến thì mình đã khi những cái điểm nhấn ở ngoài, ví dụ ở đây cái góc nhìn em nhìn ra hồ, thì mình sẽ kiến là xuống luôn tới đất luôn, để mà cảm giác nó là liên thông giữa trong với ngoài. Thành ra là bước vô nhà mình không có bị cảm giác gò bó. Em thấy rằng là những cái vách kính ở trong ngôi nhà này thì ngoài cái tác dụng là giúp cho cái căn nhà của mình thông thoáng và nhìn nó không có khoảng cách giữa thiên nhiên bên ngoài, thì nó còn giúp tác dụng là lấy sáng nữa, đúng không chị? Đúng rồi. Như là ở căn phòng này thì em thấy rằng là trong ban ngày chúng ta không cần phải bật quá nhiều đèn mà vẫn rất là đầy đủ ánh sáng. Đúng rồi. Tức là toàn bộ căn nhà này, tất cả các phòng vào ban ngày đều mình không cần phải bật đèn và đều có cửa để thông thoáng. Ngoài ra phía trên các cái ô cửa kính lớn á, thì để cho giảm bớt cái bức xạ nhiệt á, thì em thấy phía trên là toàn bộ là chỉ bố trí những cái hệ lam. Hệ lam này á là đều nó là đi theo cái trường phái kiến trúc hiện đại mới, đồng thời là nó cũng che bớt những cái lượng nắng để chiếu trực tiếp vào ngôi nhà. Chị mời Hân đi một vòng xem cái nhà. Đây nè. Thì từ cái ô cửa này giống như chị nói là mình nhìn ra nguyên cái hồ cá bên này. Cả một hồ cá cũng như là một cái vườn tiểu cảnh. Đúng rồi. Rất là nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà nó giúp cho cả cái căn nhà của mình trở nên thoáng đãng cũng như là rất là xanh. Đúng rồi. Thì cái không gian mình đang đứng đây nè, nó là một cái sảnh đệm. Tức là ví dụ như nhà phố mình bước vô một cái á là mình chỉ thấy phòng khách. Nhưng mà thật ra ở đây là giống như một cái sảnh đệm vậy đó. Nó tạo cái sự không có lặp lại của cái không gian. Thì ở đây là tới cái không gian này là cái sảnh, sảnh chung của cái nhà. Thì cái sảnh chung này là nó phân chia cái không gian ra từ cái phòng khách và cái phòng ăn của gia đình. Và đồng thời nó cũng là sảnh của cái từ cái tầng hầm đi lên và đi lên các tầng ngủ trên lầu. Dạ. Em thấy rằng là dường như là tất cả không gian của gia đình, từ phòng khách này, phòng ăn và phòng bếp, thì mình đều cố gắng để những cái hướng nhìn của mình được nhìn ra vườn, đúng không chị? Đúng. Tất cả là đều mở ra xung vườn ba xung quanh hết. Khi mà mình ngồi đây ăn, mình vẫn có thể nhìn xung vườn mà nó vẫn chung với bếp. Ví dụ như vợ ở đây nấu ăn thì chồng ở đây vẫn nói chuyện được. Và như cái quầy bar này là ví dụ như buổi sáng ăn sáng gia đình tụ tập ở đây ăn nhẹ, từ bếp chuyển qua cũng gọn gàng hơn. Một cái vườn cây nhỏ rất là dễ thương mà lại tạo cái cảm giác rất là xanh mát, rất là thoáng đãng cho cả cái căn nhà của mình. Đúng rồi. Thì cái diện tích của mình á, phần sân vườn không có nhiều, cho nên mình phải tận dụng gọi là từng cm. Mình phải căn kê và tận dụng từng cái khoảng 0,1, đúng không chị? Đúng rồi. Cái này gọi là thay vì đẹp từng cm này là cây xanh từng cm. Tận dụng từng cm. Thì mỗi một cái chỗ nó đều có một cái ý tứ riêng của nó hết. Ví dụ như bước vô nhà thì có cái ô bên đó là cái một cái ô vuông riêng. Rồi cái dãy này là để che cái hàng rào, để đi dọc theo cái hàng rào đấy mình có để cái cảm giác bị bê tông hóa cái hàng rào này. Cái hồ cá của mình là điểm nhấn ở giữa cho cái sân vườn. Thì nó phân chia ra giống như ở đằng trước này là cái khu vực để cho khách. Còn phía sau là khu vực nhà bếp rồi. Để trồng cây ăn trái này kia. Thì cái điểm nhấn đó nó cũng thông được với phòng khách luôn. Cái hướng nhà mình là hướng gì hả chị? Cái này là hướng Tây. Nhà này cũng hướng Tây. Tức là rất là nóng. Đúng rồi, cho nên nó buổi chiều là nó rất là nắng. Đó là lý do tại sao mà mình có những cái ô văn đưa ra xa và những cái khoảng sân của mình thuộc vào để cho nó tránh, nó che bớt nắng. Và phía trên những cái ô cửa kiến á, là mình luôn luôn có những cái lớp lam để mà nó vừa tiết và tạo dáng theo đúng cái kiến trúc mới. Thứ hai là nó cũng che nắng được cho cái nhà phần nào.
Sơn Spec chung tay cùng bạn. Tắt khi không sử dụng. 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 Chung tay góp sức cho cuộc sống tươi đẹp. Sơn Spec chung tay cùng bạn. À, chị Trúc này, hiện nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều những khu đô thị, họ quy hoạch và phân những cái lô đất có diện tích không quá lớn và cũng không quá nhỏ. Như là ngôi nhà chị vừa giới thiệu với em thì có diện tích khoảng 250 m², thì chị có thể chia sẻ với những khán giả của chương trình, nếu như là họ có một diện tích như vậy và muốn xây một ngôi nhà mà có hơi hướng là giống biệt thự thì chị có thể đưa ra một số những giải pháp không ạ? Cái chuyện bây giờ mà quy hoạch mà phân lô theo cái tạng mà gọi là biệt thự phố hay là biệt thự song lập á thì rất là nhiều. Cho nên là nó ở mức lưng chừng. Phố thì không phải là phố, mà biệt thự thì cũng không phải là biệt thự. Thì cái giải pháp kiến trúc của mình á, là làm sao để được đạt được cái chuyện đó, là mình phải tối đa cái diện tích, phần thông thoáng và lấy sáng. Ngoài ra là phần phải phân cho nó thành những cái khối kiến trúc lồi lõm. Mình có sẽ có thêm những cái khoảng không để mà trồng cây xanh, hoặc là mở thêm những cái cửa kiến lấy sáng và thông gió. Thì như vậy thì khi bước vô nhà cái cảm giác là giống như là bước vô một cái biệt thự. Tức là mình có nhiều những khoảng không thông thoáng này, có nhiều sân vườn này, và đặc biệt là mình có những cái chỗ mà mình thiết kế có thể nó hơi lồi ra hay là hơi lõm vào một chút thì nó sẽ có cái cảm giác như là cái diện tích của mình nó rộng, đúng không ạ? Đúng rồi, diện tích rộng và cái không gian nó rất là bí ẩn, nó nhiều không gian khác nhau chứ nó không có xung đột từ trên xuống dưới. Nếu mà xung đột từ trên xuống dưới thì người ta cảm giác giống như là một cái nhà ống, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Vâng, em xin cảm ơn những cái chia sẻ cũng như là những cái giải pháp hết sức là cặn kẽ của chị. Và thay mặt cho chương trình thì Ngọc Hân có một kỷ niệm chương dành tặng cho chị. Cảm ơn Ngọc Hân, cảm ơn chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ và giải pháp vừa rồi của nữ kiến trúc sư Thiên Trúc đã khép lại chương trình Không Gian Xanh ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần tới.